Rồi, cặp lò xo yoga 78 các bạn. Anh em nào mà muốn xài 81 86 nha. Thì có 81 86 có nha các bạn, là 81 86 nha. Còn này là của 78 nha các bạn. 78 thì cái đầu ở trên á nó xài ốc ở trên nè. Còn thằng 81 86 cái tâm là cái đầu nó tròn ở đây. Đó, nó khác nhau. Anh em nó khác nhau cái đầu nè, đó. Rồi. Rồi. Màu trắng nha. Tháo xe rất là đẹp nha. Bảy màu. Đầu ốc ở trên còn rất là đẹp nè. Thông thường xe 78 của anh em tháo ra những cái đầu ốc này nó sẽ hư hết nha các bạn. Đó, lâu ngày á nó sẽ bị hư. Mà cái hàng này thì mua đồ lô thay cũng không có luôn. Chỉ có zin thôi các bạn. Rất là đẹp nha. Mới chát luôn. Đó, thục ti còn ok hết nha. Đó, này kéo ra nè. Đó. Thục ti còn ok trắng sáng nha các bạn. Đó, hai cây như nhau nha. Rất là đẹp luôn anh em. Thì cái này á mà mình có bán lẻ nha. Anh em hư lò xo thì mua riêng lò xo. Anh em hư giọt cả cái giò gà luôn thì mua cả lò xo giò gà các bạn. Mình tháo ra để anh em dễ tiện mua. Anh em hư cái nào thì mua cái đó các bạn. Thông thường thì mình sẽ mua nguyên một bộ cơm lê thì nó sẽ đồng bộ. Còn nếu mà xe anh em không hư thì anh em mua một cái thôi. Hư cái nào thì mua cái đó thôi các bạn. Đây là 78, riêng thằng 78 mới xài cặp này nha. Còn xe anh em mà cánh án 81, 86, custom DD thì xài cặp này. Đó, nó chuyển qua cái đầu nằm ở trên này. Đó, đây là một cặp rất là đẹp luôn. Hai, cái này là hai đời xe khác nhau các bạn. Hai đời xe khác nhau nha. Thôi, ngày mai mình sẽ lên chi tiết từng món của con xe 78 hôm nay rã các bạn. Đấy, hôm nay rã ra rửa sạch sẽ rồi. Đó, thì anh em cần món nào của xe 78 anh em nhắn tin Zalo nha. Ngày mai mình cũng chẻ cái con 78 này ra luôn nha. Cục máy chẻ ra luôn nha. Đó, nắp nồi măng cá. Đây, nắp nồi rất là đẹp nè các bạn. Nắp nồi măng cá. Bộ lửa, cục hơi, bộ số, dây. Đầy đủ nha. Ok, cảm ơn anh em.